cm dính ở Stradivari, tức là cái vòng vệ sinh á. Thì hãy kể đến những khả năng có thể có. Thì hôm bữa thầy có đăng bài lên trên Y Cần Thơ rồi, và mình cũng đã soạn một bài buộc, thì mình có gửi lên bay của lớp mình cho các bạn xem trước. Thì các bạn cũng đã xem qua cái bài buộc này ha. Các bạn có xem qua bài buộc này chưa? Nếu chưa thì mình lướt qua chút ha. Chủ yếu là mình sẽ nêu những cái nguyên nhân của việc hành kinh, rồi máu kinh là gì, nó khác với máu thường như thế nào, và tại sao thì nó có thể xảy ra những cái cục máu đông như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ thuyết trình về PowerPoint nữa ha. Trước hết ha, chúng ta sẽ nên đi đầu tiên về khái niệm của hành kinh và máu kinh. Thì ở đây các bạn nào có thể giúp cho mình nghe hành kinh là gì được không? Và máu kinh là gì được không? Cái này thì chắc bạn nam không có rành. Thì có thể một bạn nữ đi ha. Mình mời bạn Hiền được không? Nói cho mình nghe thử coi là hành kinh nó như thế nào. Không, bạn cứ nói thử đi. Ba năm ngày là hơi bị cao đó. Rồi bạn có hiểu gì về máu kinh không? Tỏ là bạn đã xem cũng khá kỹ qua cái bài của mình ha. Rồi bây giờ mình nói về hành kinh luôn, menstruation. Về định nghĩa thì thực chất đó là một cái hiện tượng chảy máu có tính chất chu kỳ hàng tháng, có thể là theo sinh lý của chúng ta. Thì nó đều là do từ tử cung ra ngoài, do bong niêm mạc tử cung dưới ảnh hưởng của sự tụt đột ngột estrogen hoặc cả estrogen và progesterone trong cơ thể của mình ra. Thế là mình nói sơ qua về cái sinh lý thôi. Còn cái cơ chế hoạt động của nó thì chủ yếu là do cái tuyến dưới đồi và tuyến yên ở buồng trứng nữa. Mình nói sơ qua cái hoạt động đấy thôi ha, tại vì nó cũng chủ yếu là về các hormone, rồi nó cũng kích thích như thế nào. Thì đó, mình nói sơ qua cho nó, chứ bây giờ mình đọc qua thì nó rất là dài. Các bạn có thể xem qua cái phần PowerPoint mình đã đăng ở trên lớp. Đó. Chủ yếu là hai cái tuyến FHS và LH. FHS thì nó có tác dụng sao? Tức là nó kích thích nang loãng ở buồng trứng sẽ phát triển lớn dần lên thành nang loãng trưởng thành. Đó, từ trong buồng trứng. Nhờ có cái FHS nó sẽ kích thích cho nó lớn hẳn lên, nó trưởng thành, rồi sau đó LH nó sẽ tiếp tục cùng với FHS là thế nào cái nang loãng chín ra, rồi nó kích thích phóng ra ngoài. Khi mà cái nang loãng lớn dần thì lớp tế bào hạt vỏ nang, tức là một cái nang rồi nó sẽ có cái vỏ đúng không? Thì khi mà nó đã đủ lớn rồi thì nó sẽ cái vỏ đó nó sẽ tiết chế ra estrogen. Sau khi cái hiện tượng phóng nó xảy ra rồi đúng không, thì hoàng thể, tức là nó ở bên trong nó đã được hình thành tại nơi nang loãng gì đó là sẽ tiết chế progesterone. Đó là một phần của estrogen, chủ yếu nó là cái hoạt động sinh lý của cái phần nang loãng ha. Estrogen cùng progesterone sẽ làm cho cái này. Chúng ta hãy chú ý ở chỗ này nè. Chúng ta chú ý ở chỗ mà sau khoảng 14 ngày kể từ khi phóng đoán. Các bạn để ý là thường á, khi mà cái ngày ngày thứ 14 của mình là sẽ bị rụng trứng phải không? Sao cái thường trong một chu kỳ cái ngày 14 của mình nó sẽ là bị rụng trứng. Đó, nó có là bực sau khoảng 14 ngày kể từ khi đoán cái năng lực phóng ra ngoài ha, thì estrogen và progesterone nó tụt đột ngột. Một là estrogen thì tụt đột ngột, hai là cả hai
estrogen và progesterone sẽ tụt được một lô hai cái cùng một lúc thì nó sẽ dẫn đến bong cái niêm mạc tử tử cung ra trong tử cung của mình nhá, vẽ tử cung sao nào. Đây là cái buồng trứng à. Thì khi mà nóng, đây là cái buồng trứng à, nóng nó phóng từ đây nè, nó đi vô đây. Rồi sau khi sau cái 14 ngày gì đó, rồi nó sẽ bị tụt hai cái estrogen và progesterone ha. Nó sẽ làm bong cái lớp niêm mạc đây nè, bên lớp này nè. Bong ra, bong ra, bong ra, bong ra. Rồi giờ nó sẽ gây ra cái hiện tượng kinh nguyệt của chúng ta. Ha. Chủ yếu là nó bị bong ở cái lớp tử cung, tức là tử cung của các bạn khi đó đang bị thương đó, tử cung của bạn đang bị thương cho nên là nó bị về hiện tượng hành kinh đó. Thì nó cứ như một hiện tượng sinh lý vậy đó, khi mà estrogen và progesterone nó cao lên đột, nó khi mà nó đạt cái ngưỡng cao rồi thì nó buộc phải tụt xuống, nó đạt cái ngưỡng rồi không thể lên nữa, nếu mà lên nữa thì rất là nguy hiểm thì nó buộc phải tụt xuống đó. Rồi khi mà nó thiếu, khi mà nó tụt xuống đến mức cùng á thì nó lại kích thích ở cái vùng dưới đồi tuyến yên ở vùng trứng gì đó thì nó lại đẩy lên, đó là tạo ra cái hiện tượng chu kỳ của các bạn, tức là trong vòng từ 28 ngày gì đó là nó sẽ từ thấp lên cao được lên cao đến tới cùng rồi nó buộc hạ xuống, khi mà đến cuối cùng nó lại ngược lên, nó cứ theo một vòng chu kỳ như vậy. Đó là hiện tượng chu kỳ của các bạn tầm từ 28 đến 35 ngày hiện tượng hành kinh. Rồi đây là một cái đoạn video cũng nói sơ qua về cái hành kinh của các bạn ha. Để mình mở video luôn. Nó bằng tiếng Anh nha các bạn. This might seem hard to believe, but right now 300 million women across the planet are experiencing the same thing, a period. The monthly menstrual cycle that leads to the period is a reality most women on Earth will go through in their lives. But why is this cycle so universal? And what makes it a cycle in the first place? Periods last anywhere between 2 and 7 days, arising once within a 28-day rotation. That whole system occurs on repeat, happening approximately 450 times during a woman's life. Behind the scenes are a series of hormonal controls that fine-tune the body's internal workings to make menstruation start or stop during those 28 days. This inner machinery includes two ovaries stocked with thousands of tiny sacs called follicles that each contain one oocyte, an unfertilized egg cell. At puberty, ovaries hold over 400,000 egg cells, but release only one each month, which results in pregnancy or a period. Here's how the cycle unfolds. Each month, beginning around puberty, the hormone-producing pituitary gland in the brain starts releasing two substances into the blood, follicle-stimulating hormone and luteinizing hormone. When they reach the ovaries, they encourage the internal egg cells to grow and mature. The follicles respond by pumping out estrogen. The egg cells grow and estrogen levels peak, inhibiting the production of FSH and telling the pituitary to pump out more LH. That causes only the most mature egg cell from one of the ovaries to burst out of the follicle and through the ovary wall. This is called ovulation, and it usually happens 10 to 16 days before the start of a period. The tiny oocyte moves along the fallopian tube. A pregnancy can only occur if the egg is fertilized by a sperm cell within the next 24 hours. Otherwise, the egg's escapade ends, and the window for pregnancy closes for that month. Meanwhile, the now empty follicle begins to release progesterone, another hormone that tells the womb's lining to plump up with blood and nutrients in preparation for a fertilized egg that may embed there and grow. If it doesn't embed, a few days later the body's progesterone and estrogen levels plummet, meaning the womb stops padding out and starts to degenerate, eventually falling away. Blood and tissue leave the body, forming the period. The womb can take up to a week to clear out its unused contents, after which the cycle begins anew.
Soon afterwards, the ovaries begin to secrete estrogen again, and the womb lining thickens, getting ready to accommodate a fertilized egg or a chick. Hormones continually control these activities by circulating in ideal amounts, delivered at just the right time. The cycle keeps on turning, transforming each day and each week into a milestone along its course towards pregnancy or period. Although this cycle appears to move by clockwork, there's room for variation. Là một cái video từ cái đoạn đầu giờ giờ ha, trong cái quá có cái quá trình nó cái năng nó lớn lên rồi nó đi vào trong và nó làm tách bóc cái niêm mạc tử cung ra. Rồi bây giờ mình sẽ nói về máu kinh ha. Máu kinh nó khác với cái máu thường của chúng ta. Tuy là các bạn nữ khi mình nhìn thấy máu kinh ra thì nghĩ là mình bị mất máu trong cơ thể. Giống như kiểu là mình bị thương đi ha, mình đứt tay thì máu chảy ra, nhưng mà thực chất là hai cái máu này nó hoàn toàn khác nhau, không hề giống nhau. Các bạn khi mà hôm bữa chúng ta học cái một cái chu trình ở trang 256 đó, chúng ta đã học về cái hiện tượng đông máu sau khi mà bị đứt tay hay là bị thương, đúng không? Máu sẽ ra, đúng không? Thì các bạn nữ có thấy rằng á, là máu của các bạn, máu ở máu có kinh là nó không có đông như cái máu cho bị thương, đúng không? Hay sao năm? 267. 267. Ở trang 267 của chúng ta đã học về cái quá trình mà tạo nên cục máu đông ha. Hai cái máu máu đông và máu kinh nó không hoàn toàn không giống nhau. Và cái máu của chúng ta bình thường á, khi mà bị thương thì nó sẽ tạo ra cục máu đông. Còn máu kinh thì thường nó sẽ không tạo cục máu đông. Máu kinh là gì? Định nghĩa ở đây, đó là một hiện tượng phụ khoa sinh lý bình thường ở nữ giới. Máu kinh hình thành từ bên trong tử cung rồi chảy qua cơ tử cung, được mở ra trong kỳ kinh, thường dừng lại ít lâu trong âm đạo trước khi phát ra ngoài. Vậy thì mình sẽ trả lời cho các bạn cái câu hỏi là vì sao mà khi máu kinh ra ngoài nó lại không đông. Thực tế nó đã đông rồi, nó đông ở trong tử cung của chúng ta, nhưng sau một quá trình thì nó sẽ tan dần và đi ra ngoài. Thế này, thường dừng lại ít lâu trong âm đạo trước khi thoát ra ngoài. Vốn là nó đã có đông rồi, chứ không phải là không đông. Đông dưới nó đông dưới nó mặt cái cung, rồi sau đó nó mới tan ra, nó mới bung cái đoạn mặt cái cung mới chảy ra. Dạ. Giống như là băng tan trên núi đó. Máu kinh chủ yếu là bao gồm máu, các phần cũ của mô tử cung, tế bào từ niêm mạc âm đạo và vi khuẩn tạo thành hệ thống âm đạo. Máu kinh khác với máu bình thường do thành phần và tính chất của nó. Thì vừa nãy chúng ta đã biết được là có máu kinh là do bị bóc tách niêm mạc đó, nên là nó bao gồm các phần cũ của mô tử cung nè, rồi tế bào từ niêm mạc âm đạo. Rồi nó cũng có thể có các con vi khuẩn tạo thành các tấm đạo nữa. Nói một cách khác thì đây là một hỗn hợp ha. Thành phần của hỗn hợp này nó sẽ thay đổi theo theo các giai đoạn khác nhau. Bắt đầu là giai đoạn lỏng đục, sau đó là giai đoạn dày hơn và cuối cùng là một chất lỏng trong suốt. Các chất bài tiết âm có trong máu kinh nguyệt của chúng ta là có nước, rồi chất thành phần là bao gồm sodium và kali. Các chất khác nhau ở máu kinh được tìm thấy có nồng độ nó thấp hơn so với máu bình thường của chúng ta. Mức độ huyết tương thì nó lại tương tự như máu bình thường. Nồng độ protein, cholesterol và bilirubin cũng thấp hơn so với máu trung bình thường ha. Chỉ có cái mức độ huyết tương này nè, nó sẽ tương đối với lại cái máu bình thường, nó còn 7,2. Đó là câu hỏi của anh của mình đặt.
Bà có bây giờ bà tự đặt câu hỏi tại sao khi máu kinh ra ngoài lại không đông mà lại mình muốn giặt lọc? Thực tế là kinh nguyệt, máu kinh á là không chứa những cái chất cần thiết cho đông máu, do đó nó vẫn còn lỏng và không kết dính trong cơ thể. Đã đúng rồi. Có con này nữa. Em kiếm ở đâu ra con này nữa? Cái này sai. Sai rồi. Cái câu mà không kết dính trong cơ thể là sai này. Câu này tự em sáng tạo ra đó chứ không có tài liệu nào đâu mà. Cái này sai. Là có kết dính trong cơ thể. Nó bình thường, nó là máu bình thường. Dạ. Vì sao nó có cái điểm plasmin biến làm cho cái hiện tượng tiêu sự huyết fibrinolysis? Mỗi mắt tao phải đổi tư thế. Cái này là chế ra hay là nó có một sự tiêu sợi huyết ở dưới nội mạch của con á? À, như ở trang 267 nói thì ba yếu tố cần thiết cho đông máu là phải có prothrombin, thrombin và fibrinogen. Thì trong máu trong máu kinh như này có số lượng thì có ít hơn. Có đủ hết luôn. Có nghĩa là trong cái trang 267 là máu kinh có đủ hết luôn. Rồi tới cuối trang 267 có cái thêm cái plasma nguyên vô. Tới cuối trang 267 đó nó mới cộng plasma nguyên vô. Mới gây ra cái hiện tượng này, nó mới làm cho cái máu loãng ra. Không đâu. Còn lúc đầu nó giống hệt luôn, giống hệt cái trang 267 luôn. Là sau khi đi ra ngoài rồi nó ở trong buồng tử cung đó, ở dưới nội mạch tử cung là y chang luôn trang 267 luôn. Rồi sau đó nó mới bị lắc đi cho nó tan ra, rồi sau đó nó chảy nó cuốn lên giống như cục nước đá em để trong cục nước đá mà em để trong trong cái tủ lạnh đó, em đem ra ngoài một hồi em thấy nó tan ra, được từ được chưa? Thì cái thể tích của nó sẽ bự hơn. Chính vì máu ta là nó sẽ bự hơn cho nên nó bung cái nội mạc ra, nó mới chảy ra ngoài. Và lúc đó nó đã tan rồi cho nên nó không có. Thỉnh thoảng nó có một ít nội mạc dính trên cái luồng đó hoặc là trên sanitary pad mà người ta sẽ nhầm. Thế mà cái nội mạc đó mà nó tróc ra hơi nhiều chút thì người ta sẽ nhầm như có thai. Nên là cái cung hoặc cái thai được có thai cho nên người ta sợ đó. Cho nên mình mới làm thêm bài tập này. Bài tập này nó giống thịt như trang 267 luôn, chỉ cộng thêm plus plasmin trên bản nhé. Rồi nó tiếp tục. Máu kinh nguyệt thì thường dày hơn nước và máu bình thường. Độ dày của máu kinh nguyệt cũng phụ thuộc vào số lượng tiết ra của cổ tử cung, tùy vào cá nhân của các bạn nữ, có thể là sẽ ra nhiều hoặc ít. Rồi chúng ta đi vào giải quyết vấn đề là đặt ở tình huống bạn là một bác sĩ, thì khi bệnh nhân của bạn là một sinh viên D2 chỉ rằng thấy có một cục máu đông có đường kính khoảng 0.5 cm dính ở Stantivari bác, thì khi hẹn kinh á, thì sự bất thường thì chắc chắn đó sẽ là một sự bất thường của máu kinh, đúng không? Và sự bất thường đấy là gì? Chẩn đoán của bạn là sao? Nói về sơ qua về vấn đề tâm lý của các bạn thì thường là khi gặp tình huống này các bạn rất là xấu hổ. Các bạn sẽ nghĩ là thôi cứ để đó rồi xem mai mốt nó sao. Nhưng mà nếu như các bạn thấy sự bất thường này, các bạn phải liên hệ ngay với những người có sự hiểu biết về các vấn đề y khoa như là bác sĩ đó, để giúp đỡ các bạn giải quyết các vấn đề này. Bỏ đi hồ sơ đi, giữ hồ sơ đừng có nghĩ gì hết. Bỏ thấy cái hồ sơ chưa? Cái gì đó có cái hồ sơ nào mất nữa. Các bạn thường không thoải mái thì thường thì người phương Đông chúng ta rất là ngại nói về vấn đề này. Các bạn nữ thường hay rất là ngại khi nói chuyện với bố mẹ về cái vấn đề của mình, thì các bạn có thấy rằng đó là một dấu hiệu rất là sai sai, đúng không? Có gì rất là sai sai ở trong cái cục máu, khi mà các bạn hành kinh mà lại có cục máu đông. Rồi trước khi bắt đầu hoảng loạn thì bạn hãy biết rằng bình thường bạn sẽ thấy những cục máu đông vào những ngày nắng nhất của bạn, tức là trong cái lúc chỗ này cái lương quá.
quan trọng hơn đó là cái kích cỡ của cục máu đông. Cục máu đông nó to như thế nào? Đó là cái điều mà các bác sĩ cần quan tâm. Nguyên nhân gì xảy ra huyết khối, tức là cục máu đông của các bạn đó. Mình đang nói tới huyết khối, tức là huyết khối là nó có thể trong toàn bộ cơ thể bạn nha. Bây giờ mình đang nói là cục huyết khối trong toàn cơ thể bạn. Thì nguyên nhân từ đâu ra? Có thể do lịch sử gia đình, tim loạn nhịp, hội chứng chống phospholipid, xương cứng động mạch, yếu tố viladin, huyết khối với mạch sâu. Cái này là nó hơi có về một số nguyên nhân có thể gây ra huyết khối trong cơ thể của bạn, chứ mình chưa nói đến về cái vấn đề là ở cái tử cung của bạn ở sau khi hành kinh ha. Có kinh nguyệt ở huyết khối, có kinh nguyệt huyết khối có bình thường hay là không, đây là điều một số bạn nữ rất là quan tâm. Thực sự là có, chúng có thể xuất hiện. Hầu hết phụ nữ sẽ trải qua các cục máu đông trong thời gian của họ tại một thời điểm nào đó. Ví dụ như trường hợp mà bạn bị chảy máu nặng, bắt đầu bạn ra rất là nhiều máu. Tuy nhiên, nếu như mà khi cục máu đông lớn hơn 1/4 kích thước, thì bạn nên gặp bác sĩ và nên được giới thiệu một vấn đề. Tức là cái 1/4 kích thước, thường thì trong y khoa thì người ta sẽ hay lấy cái một cái mức độ chuẩn chuẩn mực của nó là khoảng như cm đấy. có một cái mức chuẩn mực của nó, nếu mà to hơn cái 1/4 cái thước đó thì nó sẽ là một vấn đề. Dấu hiệu của mong kinh theo thời gian, chúng ta sẽ giải quyết hai vấn đề là bị huyết khối trong thời gian hành kinh là gì, làm thế nào để bạn biết bạn đã không cũng đông. Thời kỳ của mùa đông là phổ biến nhất trong vài ngày đầu của thời kỳ. Thường thì ngày thứ nhất, thứ hai gì đó là bạn sẽ có thể sẽ có cục máu đông này. Ngày nhất thứ hai bạn sẽ ra rất là nhiều. Cái clot này là cục máu đông nha, clot này cục máu đông. Hầu hết các cục máu đông này thường kích thước rất là nhỏ và thường chỉ xuất hiện trong vài ngày đầu hành kinh về thôi. Nếu bạn vẫn thấy cục máu đông vào cuối giai đoạn, đó có thể là một vấn đề y học và cần được chú ý và cần được kiểm tra lập tức. Triệu chứng để nhận biết ra bệnh chảy máu nặng, đó là một dấu hiệu của trong những việc mà đó là một trong những triệu chứng mà thấy được việc chảy máu nặng đó. Chúng ta sẽ có những cái này để kiểm tra xem mình có chảy máu nặng hay là không. Ngâm qua miếng đệm hoặc băng vệ sinh mỗi 2 giờ, tức là cái miếng băng vệ sinh của bạn đó, nếu như mà cái lượng hành kinh nó ra quá nhiều, chỉ sau 2 giờ mà nó ngâm qua luôn, qua luôn kiếm nước đệm luôn, thì tức là bạn đã chảy máu rất nhiều rồi đó. Là dịch chữ khó sợ này từ gốc của tiếng Pháp mà ra rồi. Một sĩ rồi. Tiếng Pháp chỉ khó sợ tiếng Anh đấy. Tiếng Pháp nó là một ca. Móc một ca nước đó. Thôi, nãy tôi uống ca nước của mày đi, có thể là tôi uống mấy ca nước của mày. Một ca có tiếng Pháp. Là một sĩ. Là kinh nghiệm các bạn kéo dài hơn 7 ngày. Bây giờ mình sẽ nói về nguyên nhân của gây ra cục máu đông này ha. Thì bình thường á, cái màng tử cung của bạn á, tức là khi mà máu một cái lượng máu đi ra như vậy. Thôi tập trung nó đi.
Chị lan man ngoài quá. Chị xong rồi giải quyết vấn đề đi. Dạ đi anh Nam. Còn bao nhiêu nữa? Còn ít nữa này. Mấy xì lan nữa? À, cái việc mà gây ra cục máu đông à, đó là khi mà cái lượng máu chảy ra à, tức là khi mà nó sẽ bị đông ở bên trong âm đạo của các bạn đúng không, bị đông ở trong đó thì nó sẽ có một vài cái chất chống đông á, nó sẽ thải ra để làm tan cái cục máu đông đó. Thì sau đó là khi cục máu đông tan thì nước đó, thì mà máu kinh nó sẽ chảy ra ngoài đúng không. Nhưng mà nếu như bạn bị trường hợp chảy máu nặng, tức là chảy ra quá quá nhanh thì cái chất chống đông á bỏ ra không kịp, chất chống đông tỏ ra không kịp, cho nên hiện tượng nó xảy ra đó là cục máu đông đi ra ngoài luôn. Đó là lý do vì sao bạn hay có cục máu đông. Đông kinh thì có máu đông, dễ hiểu chưa? Dạ. Định nghĩa thế nào là đông kinh? À, các cục máu đông lớn hơn 1 cm thường là dấu hiệu của chảy máu nặng và có thể là triệu chứng của vấn đề y tế. Rồi mình bỏ qua mình chạy một chạy máu nặng. Nguyên nhân của chạy máu nặng, học môn, ưu thế hoặc thứ ôi. Chúng ta có thể áp dụng cái này vào lâm sàng của chúng ta ha. Cho nên là mình đã theo như bản thân của mình chẩn đoán thì hiện tượng bạn Y2 đó có cục máu đông với đường kính lớn như thế ở băng vệ sinh của mình, thì mình nghĩ đó sẽ là một triệu chứng của cái bệnh chảy máu nặng. Rong kinh. Đây là nguồn của mình đã sử dụng nguồn như bạn để kiếm về. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Cảm ơn đã cố gắng quá sức. Thank you. Đây là phần thưởng của anh. Để đó đi, thầy xin chỉnh lại nhiều cả. Đây là hình như lần đầu tiên lớp mình trình bày presentation đúng không? Lớp mình xưa giờ chưa trình bày. Lớp mình xưa giờ chỉ là sau khi các bạn nộp cái brainstorm hoặc không có thầy thử luôn. Nhưng bắt đầu từ năm 2017 này chúng ta sẽ không làm như vậy nữa, mà sau khi cái bài đã được thầy post xong thì cái bạn đó phải chuyển qua PowerPoint. Và PowerPoint tiếng Việt thì các bạn chỉ chuyển qua PowerPoint tiếng Anh. Được chưa?